Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Lời cầu xin của một vị tướng Nga bị sa thải từ tiền tuyến tiết lộ. Ukraine đang khiến lực lượng Nga đẫm máu trong một cuộc chiến quan trọng. Kính thưa quý vị, trước khi bị sa thải, một vị tướng Nga bày tỏ quan ngại về tình hình thảm khốc mà quân của ông ta đang phải đối mặt ở khu vực then chốt của mặt trận. Sau khi bị sa thải, ông tiết lộ công khai rằng Ukraine gây chảy máu cho lực lượng của ông trong một trận chiến quan trọng, trận đấu pháo. Trong một tin nhắn âm thanh được chia sẻ trực tuyến, Thiếu tướng Ivan Popov cho biết ông đã đưa ra những lo ngại về việc quân đội của ông thiếu khả năng tác chiến phản pháo, không có các trạm trinh sát pháo binh, và việc những người đồng đội của chúng ta chết và bị thương hàng loạt trong làn đạn pháo của kẻ thù lên cấp cao nhất của quân đội Nga. Pháo binh là một trong những vũ khí quan trọng nhất của quân đội Ukraine. Khi các binh sĩ của họ chạy qua các bãi mình chết người và các vị trí địch đào sẵn để thực hiện một cuộc phản công, pháo binh là điều cần thiết để loại bỏ các loại súng của Nga có thể phá hủy các đơn vị tấn công và nhắm mục tiêu vào các tuyến phòng thủ của Nga để tiêu diệt và làm mất phương hướng của quân đội đóng quân tại đó. Popov là cựu sĩ quan chỉ huy của quân đoàn vũ trang kết hợp thứ 58, đang chiến đấu với một cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine ở khu vực Zaporizhia, một khu vực tiền tuyến nơi các lực lượng Ukraine đã gây áp lực mạnh mẽ cho các phòng tuyến của Nga. Và những lo ngại của ông ngày càng làm tăng thêm bằng chứng rằng Ukraine dường như có lợi thế trong cuộc đọ súng ở phía Nam. Thay vì giải quyết mối quan tâm của vị tướng chỉ huy, các nhà lãnh đạo quân sự đã giải phóng Popov khỏi quyền chỉ huy của ông ấy. Đáp lại việc bị sa thải, vị tướng này cho biết trong khi quân đội của ông ta chiến đấu với quân Ukraine, chỉ huy cấp cao của chúng tôi đã tấn công chúng tôi từ phía sau, chặt đầu quân đội một cách xảo trá và hèn hạ vào thời điểm khó khăn và căng thẳng nhất. Một yếu tố quan trọng của cuộc phản công trong giai đoạn đầu là cuộc chiến phản công, bao gồm việc cố gắng loại bỏ các phương tiện hỏa lực gián tiếp của kẻ thù, chẳng hạn như súng cối và pháo, có thể phá vỡ các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga. Trong cuộc chiến này, Ukraine phụ thuộc vào rất nhiều vào các hệ thống pháo phản lực, như là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, hay còn được gọi là HIMARS, hoặc các loại pháo như M777. Như Jack Watling, một chuyên gia về chiến tranh trên bộ của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, đã đánh giá từ rất sớm về cuộc phản công của Ukraine. Có một cuộc phản công khốc liệt đang diễn ra, với cả hai bên đều cố gắng tấn công hệ thống hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, trinh sát và pháo binh của nhau. Các loại hoạt động này có thể là một thách thức đối với một quân đội nếu nó vượt quá tầm với của các hệ thống sẵn có. Vẫn là một khả năng đối với Ukraine, hoặc nếu nó thấy mình bị áp đảo. Một vấn đề mà lực lượng của Kiev phải đối mặt bên cạnh những lo ngại về đạn dược. Tướng Valery Zalozhny, sĩ quan hàng đầu của lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết
trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Washington Post rằng lực lượng của ông đôi khi bị đánh bại gấp 10 lần trong trận đấu pháo. Như Ken Kasapoglu, một thành viên cấp cao không thường trú tại Viện Hudson, lưu ý, nơi mà người Ukraine có lợi thế là ở chuỗi tiêu diệt pháo binh hiện đại của họ. Hệ thống này được hỗ trợ bởi các radar phản pháo và máy bay không người lái theo dõi. Các công cụ phù hợp để tìm kiếm tài sản của Nga, cũng như các hệ thống hỗ trợ hỏa lực tốt hơn. Về cơ bản là vũ khí tốt hơn, đến từ các gói hỗ trợ quân sự hào phóng của các quốc gia NATO. Ông ấy đã viết trong bài bình luận vào tuần này, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống radar AN/TPQ-36 được thiết kế để phát hiện hỏa lực súng cối, tên lửa và pháo đang bay tới và xác định nơi chúng được bắn ra, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phản pháo tiếp theo. Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng được trang bị hệ thống tên lửa phóng đa hướng dẫn bắn điển hình như HIMARS và hệ thống pháo M777 đã tỏ ra đặc biệt hiệu quả kể từ khi được chuyển giao vào năm ngoái. Và mặc dù Ukraine đã phải tiết kiệm đạn dược do kho dự trữ đạn pháo 155mm đang cạn kiệt ở cả trong nước và giữa các đối tác phương Tây, bao gồm cả Mỹ, quốc gia đã cung cấp hàng triệu quả đạn. Nhưng quốc gia này hiện đang nhận được đạn chùm từ phía Mỹ và các đối tác khác. Loại đạn mà Kiev đang hy vọng thay đổi tình thế trên chiến trường. Đạn thông thường được cải tiến hai mục đích, hay đạn chùm gây sát thương nhiều hơn trên một khu vực rộng lớn hơn so với đạn pháo đơn tiêu chuẩn bằng cách thả bom nhỏ hoặc đạn con. Pháo binh là cốt lõi của cuộc xung đột này. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết hôm thứ Sáu tuần trước, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đang bắn hàng ngàn viên đạn mỗi ngày. Với bom chùm, nó có thể gây sát thương nhiều hơn, trong khi tiêu tốn ít đạn dược hơn, giảm bớt một số áp lực cho Ukraine, trong khi khiến cho các vấn đề của Nga trở nên tồi tệ hơn. Như một phân tích gần đây của Forbes, trích dẫn báo cáo tình báo nguồn mở đã cho thấy, kể từ khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu, Nga đã mất 4 khẩu pháo so với mỗi một khẩu mà Ukraine mất, làm xói mòn đáng kể lợi thế, từng là lợi thế về tổng hỏa lực gián tiếp hiện có. Những loại tổn thất đó không có lợi cho Nga về mặt lâu dài, đặc biệt là khi pháo binh có thể có tác động đáng kể đến kết quả của các trận chiến. Tất nhiên các hoạt động phản công không chỉ là cuộc chiến phản công đơn thuần, và pháo binh của Ukraine, đặc biệt là hỏa lực hàng loạt, trái ngược với tấn công chính xác, sẽ có những vai trò khác. Như Patrick Hinton, một sĩ quan phục vụ trong lực lượng pháo binh hoàng gia của quân đội Anh, giải thích trong bình luận cho Bruzy. Một thách thức lớn đối với cuộc phản công của Ukraine là các lớp công sự phòng thủ rộng lớn mà Nga đã xây dựng trước khi bắt đầu và bao gồm các bẫy, hàng rào xe tăng và bãi mìn được hỗ trợ bởi bộ binh cố thủ, không quân và hỗ trợ hỏa lực gián tiếp của Nga. Hinton, tham mưu trưởng của Bộ Tổng tham mưu trong nhóm nghiên cứu khoa học quân sự tại Viện Bruce, đã viết, không nên đánh giá thấp mức độ khó khăn của việc vượt qua một chiến dịch phòng thủ được cân nhắc kỹ lưỡng và có nguồn lực. Ngoài việc chống lại pháo binh của kẻ thù,
Ukraine sẽ cần sử dụng pháo binh của mình để trấn áp các tuyến phòng thủ và hỗ trợ các cuộc diễn tập của bộ binh, chẳng hạn như các hoạt động tấn công và công khai khai thông chiến hào, bằng cách buộc quân Nga phải ẩn nấp trong một cuộc tấn công và cản trở khả năng bắn vào quân tiến công của họ. Ngoài sức tàn phá về vật chất, pháo binh còn có tác động tâm lý to lớn trong trận chiến này. Hinton viết, đối với các lực lượng tấn công đang tiến công, đó có thể là một sự tăng cường lòng tin quan trọng. Và đối với quân đội đang phòng thủ, đó chỉ đơn giản là sự đáng sợ. Ông viết rằng, tiếng ồn, mùi và mặt đất rung chuyển có một loạt đạn nổ ở cự ly gần, tạo ra sự phân tâm rất hiệu quả trong khi quân đồng minh tiến lên. Ông viết, giải thích rằng nỗi sợ hãi tột cùng là cách chắc chắn làm giảm hiệu quả chiến đấu của binh lính đối phương. Tuy nhiên, pháo binh Nga có thể có tác dụng tương tự đối với Ukraine nếu không được đáp trả. Đó là lý do tại sao cuộc chiến phản công lại quan trọng. Các hoạt động phản công là một thách thức để thực hiện, ngay cả khi có đủ sức mạnh không quân và khả năng tấn công tầm xa, điều mà Ukraine không có. Điều cuối cùng họ cần là pháo địch trút xuống các lực lượng đang tiến công. Nhưng nếu Ukraine có thể hỗ trợ các lực lượng cơ động của mình bằng súng pháo và khai thác các sắc thái trong nghệ thuật khai hỏa, Hinton nói, thì điều đó sẽ mang lại lợi thế đáng kể khi các lực lượng của họ thực hiện một trong những nỗ lực quân sự khó khăn hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.